Chào các bạn, này là xu hướng tương lai nha. Mình mua 5 sợi nguồn ở trên mạng á, hàng bãi á, hàng này hàng tốt á, chỉ có 15.000 một sợi các bạn. Bữa đi ra ngoài cửa hàng á, mua 40.000 một sợi, nhưng mà nó không bằng các bạn. Nó giống như cái loại giờ dở dở á, nó mềm mềm mà cái dắt nó cũng nhìn nó giống như hàng chợ các bạn. Ha, bạn. Cho nên là không chỉ riêng shop mình nha, rất là nhiều người đang định hướng sau này là cái con mua hàng online nó phát triển đó. Các bạn nhìn nè, một trời một vực nha. Đó, sợi nguồn 40.000 nè, nhìn những cái này hàng chợ chắc luôn á nha. Cho nên mình khuyên các bạn cứ có gì cứ lên mạng mua hết nè. Các bạn thấy dây nguồn không, nó có đủ tiêu chuẩn hết nha, những cái ký hiệu là một cái tiêu chuẩn á. Còn cái này các bạn nhìn thôi, ọp ẹp nha, xài không có ra gì hết. Ok, cái này mình mua sẽ nhiều nha, mua về xài. Thậm chí 15.000 á, mình có thể cắt bỏ cái đầu này nè, mình lấy để mình gắn vào những cái bộ nguồn cho khách á, nó rất là ok đúng không? Cắt bỏ đầu này đi, vẫn 15.000 vẫn rất là rẻ nha. Ok, cho nên shop mình cũng định hướng phát triển lâu dài ở trên trên mạng online ha. Ủa, mua 5 mà được 6 luôn nha. Ủa, thích vậy. Tự nhiên đâu được 6 luôn nè. Này chắc mua thêm mình để dành. Tại vì cái lúc cần các bạn, lúc cần là không có. Mình có thể cắt bỏ cái đầu này đi nè. Để mình gắn vào cho khách đó. Ví dụ như ổ nguồn nè. Về khách chỉ việc xài thôi nha, giống như khuyến mãi vậy đó. Nhưng mà nó đem tới một cái một cái lợi ích rất là lớn, trong khi chỉ có 15.000. Ok.